Gà gán mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Đây là dĩa gà gán nha. Còn đây là dĩa salad. Salad gồm có dưa leo, bơ, cà, salad. Còn bên đây là mũ gòn với hột é. Rồi xin mời cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình mua được mớ đùi nè. Đầu 4 cái đùi với 4 cái cánh. Mình sẽ làm món gà KFC nha. Gà gán đó. Thì mình có đây mình xài bột mì nè, bột bắp nè, khoai lang, khoai tây để ăn, hột gà này để mình trộn vô bột nha. Xà lách thì mình có rau, cải, cải xà lách với lại dưa leo với cà chua. Rồi, khi yêu thích cái món gà gán của mình, mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Rồi, xin mời. Rồi, trước tiên thì mình sẽ ngâm mấy cái đùi gà với lại cánh gà nha cả nhà. Mình ngâm với muối. Mình cho một miếng rượu trắng nha. Mình không để giấm cho rượu đi, nó bay mùi thơm nhé. Ngâm ở đây một chút. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ gọt khoai tây. Tay này mình gọt xong rồi, cánh gà với đùi gà nãy giờ mình ngâm đó, bây giờ mình bóp rửa nha. Bỏ cánh gà vô với đùi gà. Rồi mình hấp một hồi nha cả nhà. Cái mùi rượu nó còn thơm thoang thoảng nha. Bữa nay mình ăn cánh gà rán thì mình sẽ ăn với xà lách nè. Xà lách trộn, dưa leo, cà, với xà lách. Cánh gà với đùi gà mình hấp xong rồi nè. Bây giờ mình canh cái bột để mình lăn vô cái đùi gà với cánh gà chiên rán đó nha cả nhà. Bây giờ mình để cái tô vô là 150 nè. Mình cho bột bắp 100g và 250. Hai trăm rưỡi yếu yếu cũng được. Rồi mình cho cái bột mì vô, bột mì cũng 100g luôn là 350. Mình làm hai lần như vậy đó. Một lần đó mình tô này là mình để làm bột khô nè, khô mình lăn vô. Còn tô này thì mình để hột gà với thêm nước và 100g bột bột mì nha. 100g bột mì là 250g. Rồi 100g bột bắp nè, bột bắp nè. Cái bọc bột này có 150g à. Giờ mình cắt thêm cái bọc thứ hai, thêm một chút. Rồi 350g.
Bột hồi nãy hai thứ bột mà mình trộn đều lên, bây giờ mình để mình đập thịt gà mình để vô nha. Mình để một chút nước. Cái bột này cũng mình để cho nó sành sệt thôi chứ không có lỏng quá, để mình nhúng nhúng cái gà đó. Nêm trong đây mình không có nêm gia vị gì hết nha cả nhà. Lát rồi mình sẽ chấm cái tương cà mình ăn. Bột nước của mình đã xong rồi nè. Đó mình cái mật độ cỡ này thôi. Đừng có lỏng quá, mà đặc quá thì mình nhúng gà đã nó không có thấm đều. Rồi bây giờ mình đi chiên nha. Mình cho cái đùi dính vô đây nha. Rồi mình bỏ vô bột khô. Bỏ vô bột khô cho nó dưới cái bột khô lên cho nó thấm vô ha. Nếu mình muốn ăn cái da bột nó nhiều á thì mình ngấm lần thứ hai. À. Rồi bây giờ mình bỏ bột khô lại. Bên đây mình cho cái nồi mình để cái gà vô. Mình dầu mình cho nó ngập nha cả nhà. Dầu bắt đầu nó lên tim rồi nè. Giờ mình để cái đùi gà vô mình chiên nha. Bên đây mình cũng nhúng cái đùi gà thứ hai. Mình để vô bột. Bây giờ bên đây thì mình bắt cái chảo dầu mình chiên khoai tây nha. Khoai tây này hồi nãy mình sắt xong rồi mình đi phơi khô một chút. Xin mời cả nhà ăn gà gà rán với hai vợ chồng mình nha. Rồi khoai tây Giao và trộn. rau trộn. Mình ở đây bữa nay mình có cái mũ gòn hột én. Đây. Rồi Rồi xin xin mời cả mời. nhà vuốt cái đùi. Ăn Cảm ơn. cái trắng. Ăn cái này phải bóc bóc từ tay mình cũng rửa sạch nha cả nhà. Rồi hả, rồi, xin mời nha. Gồng gụm nay rột rột rột
miếng xà lách. Xà lách bữa nay mình trộn giấm. Trộn giấm đường. Rồi ăn một miếng bơ nữa. Salad của mình có bơ nè, dưa leo nè, cà tomat. Miếng đường pha gì cũng vừa ăn hết nè. Miếng bơ này nó vừa vừa chín ngon quá. Mình cho một miếng giấm táo, một chút nước vô, tại giấm táo nó chua quá phải không? Nó chua vậy đó. Rồi đường, muối. Món bữa nay làm món này là để theo lời yêu cầu của ông xã. Bột nó dày rốt rốt rốt. Món này ăn tay tay lắm. Đúng liền. Đúng, đúng bài luôn hả? Bơ này mình lúc mình mua nó còn sống nhăn à. Mình về mình quấn giấy nhổ nó, bắt đầu nó chín từ từ, từ trái, mỗi ngày ăn một trái. Bữa nay là còn cái trái cuối cùng. Năm nay ta mầm cái cây nào cũng quá chừng rẻ. Bơ cũng rẻ mà lại ngon á anh ha. Đó mình mua có 10 à. 15 ngàn ký. Bơ rất là ngon. Nó ớt hả? Rất ớt. Một trận thay thế chung. Muốn cái tay nè. Khoai tây này nãy mình chiên trong chảo nè, lấy quay mình quên chiên nó vừa vừa rồi mình thảy vô nồi chiên không dầu rồi nó rút cái dầu ra không, rút cái dầu hết. Giấm này hồi nãy có thêm miếng nước nữa. Chua quá thêm miếng nước. Vậy mà còn hơi chua chua á. Chua dừa. Dừa ngon không? Mình thích ăn không ba?
bột không cần ướp ha, mà chấm vô là vô nó chấm vô là vừa. Nước nữa nó nứt á, mình chiên á nó ra tùm lum, chiên nó sợ dễ bị cháy, dễ bị cháy. Nó rụng á. Thêm một cái chấm nữa. Cái chấm nó có xương nhiều, ăn dễ ăn. Có đùi thịt trong. Mà nó nóng quá. Chưa được dọn nhiều, mà nó vừa nguội. Ừ. Nóng nó còn mềm, cái gì cũng vậy. Trước á mình làm đồ ăn nhiều lắm, có bạn thắc mắc có hai vợ chồng ăn cho dữ vậy. Sự thật ra sau lưng tụi này mình là có đội hậu bị bao nhiêu cũng không đủ chứ mà mình siêng mình làm nhiều, còn mình là không siêng mình làm ít vừa ăn thôi, chứ không thể là mình có mứa hay gì trên không có. À, hơi như chồng già mà. Đâu có gì làm ra tiền. Alo một cái là có người qua giúp đỡ liền. Đâu có làm gì ra tiền. Thành thử làm vừa ăn. Nhưng nhiều khi mấy đứa con nhỏ đó thấy thương. Món này món kia nó muốn ăn mình làm nhiều. Đó. Sự thật hồi nãy giờ cả nhà thấy không? Ông xả cái đùi chưa hết, mình hai cái chấm cũng chưa hết nữa. Đội hậu bị bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng có còn hơn không. Còn cháu mình là thôi. Mẹ nó cho nó ăn cơm với lại uống sữa rồi. Nó qua đây mà kêu nó ăn cái gì nó cũng không có ăn hết trơn á. Nó lắc đầu hết trơn. Thằng nhỏ nha. Rồi thằng lớn cũng vậy. Thằng lớn nó Sài Gòn về á. Rồi nó ăn. Không bị hứng. Thì hứng thôi. Đó không phải là mua vô bàn ăn là nó ăn, nó không có tha thiết. Cứ vô bàn ăn nó không có tha thiết. Năm nay cái thằng đó lớp 3, thằng này chưa 4 tuổi. Mấy nhỏ bạn học của mình, nó làm bà cố hết trơn. Bà cố nó có cháu cố cỡ lớn rồi đó. Còn mình á, cháu nội có chút tẻo à. Hồi đó có chồng trễ, ông này ông đứa trễ quá. Ông đợi mình ngừng uống rồi, ông mới rước. Chắc phải rồi đó. Dán chờ cho ông trễ chắc phải mới rước. Rồi xong rồi cái hai con. Nếu con gái thì cũng hy vọng đi, nó có chồng sớm đi. Nhưng mà nhà mình làm như có truyền thống rồi cả nhà. Bây giờ mình trễ không à? Cháu mình ba bốn gia đình ở bên nó đều có chồng trẻ hết trơn á.
ăn của cái này muốn nào à? Ngon, bát xa màu, mình dính khoai tây. Mời cả nhà uống mũ gòn hộp é với mình. Mình để đường lạc nhất à. Thì nữa anh có uống anh để đường thêm, em để lạc nhất à. Rất cảm ơn các bạn đã ghé ủng hộ cho kênh của cô Mai nha, cho hai vợ chồng mình nha. Chúc các bạn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Khi yêu thích cái video của mình, mời các bạn like, subscribe cho mình nha. Rồi, xin chào. Xin chào.